Xin chào Trần Hùng, xin chào cả nhà trong ngày hôm nay, một ngày cuối tuần rất là vui vẻ. Mọi người cũng dành thời gian cho tình yêu đến của nước của chúng ta ha. Thì Lê Tư năm nay 54 tuổi, đang làm việc sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau một thời gian Lê Tư bị trào ngược bao tử ở cả nhà, thì mình đã tìm hiểu cái máy lọc nước bi á, trải nghiệm như gia đình và trải nghiệm bản thân, chính bản thân Lê Tư á. Lê Tư không biết mình bị trào ngược như thế nào đâu cả nhà. Thì Lê Tư bị đứng nghẹn cái cổ cả nhà ơi, thì cái triệu chứng mình không biết, mình cứ tưởng là tức con đó, mà nó nghẹn xong nó cứ đẩy lên đó mọi người. Thì trong khi đó nhá, thì mình ăn uống á, thì mọi người thấy là mình không biết làm sao mà nó dư axit trào ngược đâu. Bây giờ là Lê Tư đi khám, bác sĩ siêu âm một cái ống rất là to, mà bây giờ ám ảnh suốt cuộc đời luôn, rất là sợ. Nhưng mà bác sĩ chỉ nói một câu: không uống thuốc, thay đổi cách sinh hoạt, ngủ nghỉ, tập thể dục thể thao, ăn uống và thay đổi nguồn nước. Đó, thì trong khi đó nhà Lê Tư có nước rồi, nhưng mà thực ra là cái máy đấy thì nó là máy RO công nghệ cũ thôi đó. Cho nên khi tìm hiểu được cái máy mi Lê Tư sử dụng ngay lập tức thì nó nhanh lắm cả nhà ơi, đối với cái vấn đề trào ngược bao tử á, cực kỳ hiệu quả luôn đó. Mà Lê Tư đang nóng rát thiệt là rát luôn, mà bác sĩ chống thuốc đó, nhưng thay đổi ăn uống ngủ nghỉ và uống nước tốt đó, trong ăn uống sinh hoạt là Lê Tư đã tập đúng như vậy luôn. Là Lê Tư uống nước bi thì trong vòng khoảng một tuần thì nó rất là êm cái bụng, và sau đó là một tháng là Lê Tư không còn thấy cái triệu chứng mà nóng rát trào ngược hay cái gì nữa. Thực ra cái lúc mà bị như vậy á, mọi người thấy nó rất là mệt mỏi, thậm chí cả cái da nó cũng xấu nữa, nó cũng không có sáng ra đâu. Tại vì á, là khi mà dư axit á, thì mọi thứ trong cơ thể mình nó đảo lộn hết, không ăn uống, không hấp thụ được, đầy hơi, khó tiêu, mà cái cuống bao tử của mình thì nó mở nắp luôn luôn, nó đẩy thức ăn lên. Bác sĩ giải thích như vậy: đầy hơi, khó tiêu, mọi người mà tiếp xúc với mọi người rất là, mọi người có thấy ai mà bị cái triệu chứng mà hôi miệng á, cái đó là do bị trào ngược bao tử đấy nha. Đó, đầy hơi, trào ngược bao tử, đó là cái vấn đề đó, chứ không phải mình đi chữa 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 răng chữa cái gì đâu. Đó, nguy hiểm lắm, mà mình thì tiếp xúc giao tiếp mình rất là ngại cái đấy. Thì sau khi mình đã sử dụng có thế, nó quá hiệu quả luôn, hết hẳn cái triệu chứng trào ngược bao tử và nóng rát bao tử, thì tôi rất là tâm đắc luôn. Mà trong cái máy bi nó có tới 7 mức nước ở trên cho mình sử dụng: 4 mức nước bi, 1 mức nước purify, 2 mức nước acid, một là 3.5 để xúc họng rửa mắt, và cái nước hoa hồng để mình còn làm đẹp rửa mặt nữa. Đấy, nhưng mà Lê Tư thì hiện tại đang uống những mức nước 9.5 như cả nhà. Cái mức nước 9.5 là nó sẽ giúp cho mình kiềm hóa cơ thể, trung hòa axit, đào thải độc tố một cách rất là nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đó là dành những người có vấn đề về cơ thể đó, giống như mình đó. Thì nói chung là bệnh tật thì ai cũng có, không thể nào tránh khỏi áp lực, căng thẳng, cáu giận, hoạt động mạnh, hay là ăn uống dư thừa axit như thịt cá, trứng sữa, hoặc là mình thức khuya, stress đấy, cãi nhau với vợ chồng cũng tăng axit. Cho nên là sau khi Lê Tư đã dùng nước tốt, Lê Tư tập luyện hết, không căng thẳng, lúc nào cũng vui vẻ, cái hiệu quả của nước bi tác dụng vào từng ngày từng giờ luôn, mình biết, mình cảm nhận được luôn đó cả nhà. Cả nhà Lê Tư thì ông xã cũng hay uống rượu bia, thì ông xã cũng dùng, ông xã hay ở chua, ở nóng đấy. Còn Lê Tư thì hết hẳn cái triệu chứng mà nghẹn ở cổ rồi đó. Thì Lê Tư cũng biết ơn Trần Hùng hôm nay đã cho Lê Tư lên đây để Lê Tư chia sẻ cái cảm nhận, trải nghiệm mà cái bản thân Lê Tư đó, thì là rất là biết ơn Thế Giới Lọc Nước đã mang về cái sản phẩm rất là tốt để cho chúng ta có cái cơ hội để được dùng. Và Lê Tư thì cũng có cơ hội được sử dụng cái máy tốt như thế. Nó không hẳn là cái máy lọc nước nữa cả nhà, nó là một cái thiết bị y tế. Tất cả những mức nước trên đấy mình đều sử dụng từng mục đích một đấy. Thì cải thiện nhất là cái triệu chứng mà mọi người biết là trào ngược dạ dày axit, là cái bao tử của mình giống như cái trái tim thứ hai. Nếu trái tim thứ hai của mình nó có vấn đề thì người mình cũng đâu có khỏe, đúng không? Thì cảm ơn cả nhà đã lắng nghe, cảm ơn Trần Hùng đã cho chị có cơ hội lên đây để chia sẻ cái trải nghiệm của bản thân mình. Sợ thời gian cũng cũng hết, thành ra là Lê Tư xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe nha. Cảm ơn Trần Hùng, Lê Tư chào mấy chị Trần Hùng nha. Cảm ơn chị Tư rất là nhiều. Chị Tư ơi, chị có thể chia sẻ thêm một vài cái trải nghiệm khác ngoài cái bệnh liên quan đến dạ dày của chị. Em biết được là chị cũng có những cái trải nghiệm khác đối với các, thì chị có thể chia sẻ thêm cho mọi người nhé. Thì ngoài cái việc mà trào dạ dày đó mọi người, tất cả là trên cái máy bi của nhà Lê Tư đó, nó có tới 4 cái mức nước bi để cho mình lựa chọn để sử dụng ha. Và cái nước axit và nước hoa hồng đẹp đó, thì bản thân Lê Tư không phải một cái bệnh trào ngược dạ dày đâu. Ngoài bệnh trào ngược dạ dày ra, Lê Tư có rất nhiều bệnh luôn. Thứ nhất là Lê Tư đã vá tim năm 2009 đó.
thì do mình căng thẳng áp lực đó, bị stress á, rồi Lê Tư đã bị thoát vị đĩa đệm. Thì mình lúc hôm bữa mình học được cái kiến thức ở trong cái Zoom của thầy Biển á, thì lúc đó Lê Tư mới hiểu là lý do tại sao nó bị thoát vị đĩa đệm, mà bản thân mình là chăm sóc sức khỏe cực kỳ tốt. Lê Tư cũng tập gym, tập yoga, mà ăn uống thì cũng là thực phẩm chức năng cũng rất là lành mạnh, nhưng mà tại sao vẫn bị thoát vị đĩa đệm mọi người? Thì hôm bữa mình học cái bài đấy thì mình mới biết là thầy giải thích điểm khi cơ thể mình bị dư thừa axit thì cái hệ đệm trong cơ thể mình rất thông minh, nó rút toàn bộ canxi trong xương của mình ra để nó làm cho cơ thể mình trở về cái mức mà 7.4, cơ thể mình á là nó về mặt 7.4 đúng không, nó sẽ trung hòa để nó kiểm tính lại thì nó giúp cơ thể mình khỏe mạnh để còn ổn định. Nhưng mà nó rút ngày này qua ngày khác thì mình sẽ bị thiếu canxi, thiếu hụt, mình đâu có bổ sung đâu, cho nên thiếu hụt nó bị như vậy thôi. Thì Lê Tư đã bị như vậy, thì Lê Tư thấy là đó, với cái triệu chứng đấy thì Lê Tư uống nước bí cực kỳ hiệu quả luôn, cũng tác động vào từng cái hệ thần kinh cơ xương khớp của mình, nó làm mình giật bẻ, tức là người Bắc mình thì kêu là cái gì chuột rút cho mọi người, cứng cơ hai cái bắp này luôn, mới uống nó cứng luôn, nó nhức mỏi luôn, nó đơ luôn đó, mà mọi người bị giật bẻ rất là khó chịu đúng không đó. Nhưng nó tác động vào cho Lê Tư khoảng 1 tuần đó, thì là ổn định rồi. Rồi sau đó là nó lại tác động vào cái nữa là Lê Tư bị tức là bị máu nhiễm mỡ đó, máu nhiễm mỡ rồi rối loạn tiền đình, nói chung là cái thời gian dịch đó thì ai cũng bị hết rối loạn tiền đình. Thì Lê Tư thấy cải thiện toàn bộ, nhưng mà không biết mọi người uống nước bia thì thấy như thế nào, nhưng mà Lê Tư thì tác động từng bộ phận một, nó là sẽ làm việc từng bộ phận chứ không phải nó làm việc một lúc đâu nha, bản thân mình cảm nhận mình thấy mà. Rồi thì hôm bữa Lê Tư có đi cái bootcamp ở ngoài Hà Nội, có hỏi ngài chủ tịch Châu, thì ngài có nói là cái nước bia á, Bộ Y tế Hàn Quốc có chứng nhận nước bia tác động vào hệ thần kinh cơ xương khớp con người rất tốt, cho nên mình hiểu được cái quá trình mà nước bia nó tác động như vậy, mình rất là yên tâm, mình cũng không có gì phải lo. Và Lê Tư thì cũng bị dương xít trong bao tử, mọi người biết rồi đúng không, thì Lê Tư uống nước bia vào nó cũng làm như Lê Tư đau quặn cái bụng luôn, mà không hiểu mà Lê Tư không sợ, tại vì mình biết là cái tác động của nước bia thôi không có gì hết, tại vì cơ thể mình hơn 70% là nước. Nhưng mà đây là nước tốt mà, nước tốt nó kiềm hóa cơ thể, rồi nó trung hòa axit trở thành độc tố, là quá trình này không có gì phải sợ. Bình thường ta còn uống nước axit uống gì là cái nước tốt đúng không, cho nên là nước không có gì phải sợ, nó không có phản ứng phụ, nó không có cái gì hết. Bản thân Lê Tư thì uống thuốc tây đúng 2 năm cả nhà, tại vì là lúc mà va tim ấy thì là Lê Tư đã uống cái thuốc mà Advil, mà cái thuốc Advil là vô cùng độc hại luôn, chống đông máu tụ máu thì mọi người biết là cái thuốc đó là red pill, red bao tử cực kỳ nguy hiểm đó. Đó thì khi tác động hết từng phần, hết hiện tượng nóng trong người, hết hiện tượng táo bón, tại vì bản thân Lê Tư nằm nằm gần đó là ông xã, là lúc nào cũng kêu tại sao người nóng như lửa luôn mọi người, mà mình không biết tại sao mà nó nóng như vậy, là do dư axit quá nhiều nó làm cho nóng người, mà tính tình rất nóng luôn, hay mắng con quát con lắm, nhưng mà tự nhiên sau này nó dịu bớt không hiểu lý do tại sao. Đấy. Rồi cái vấn đề nhức đầu là hết rồi, ăn ngon ngủ ngon, tại vì thường nó nóng không ngủ được đâu. Nếu như cả nhà mình mà bị nóng, ăn uống không ngon, đầy hơi ở chua, có gì đâu muốn ăn đâu đúng không, uống còn không muốn ngồi, im còn không muốn ngồi nữa, ai thử đụng tới mình coi mọi người nóng lên liền luôn đó. Đấy, thành ra là cái quá trình mà dư axit nó làm cho nhiều thứ bệnh lắm. Lúc Lê Tư còn trẻ thì mình cũng hơi ý sức khỏe, cho nên đến cái giai đoạn này gần kiểu như gần 60 với đó, 54 rồi thì cũng là bà con 60 rồi, thì tất cả bà con dòng họ bệnh nó sẽ kéo đến, những lúc mà mình suy suy giảm sức khỏe nó sẽ kéo đến, là mình khỏe mình vượt qua như cả nhà đấy, hay vậy đó. Cái bệnh nó nằm ai cũng tiềm ẩn hết, quan trọng mình biết giữ sức khỏe thôi. Thì lên tới nhiều bệnh lắm nha, tiểu đường thì không có nha, huyết áp thấp không phải là do mình bị cái gì, mà là do máu quá bẩn, tắc nghẽn không có lưu thông, cho nên nó không có phân chia được đến tất cả các bộ phận để đưa lên não để lưu thông, cho nên nó mới bị huyết áp thấp. Lên tới lên xe hay đi là chóng mặt mắt ói như bây giờ hết rồi, không chóng mặt không mất ói, huyết áp bình thường đấy, mà rất ổn định, không có vấn đề gì khác nữa, ăn ngon ngủ ngon vui vẻ yêu đời. Nói chung là hàng ngày Lê Tư cứ mở cái máy lên để xài này, mua rau củ quả gì nếu mọi người vào Facebook Lê Tư thấy nhé, bất cứ cái gì Lê Tư cũng ngâm vào mức nước nha. 700 năm thì bỏ qua rồi nha, là cái đó dành cho người mới uống này, 800 năm thì con mình uống này, 900 năm thì mình với ông xã uống này, 10 chấm là mình sẽ để ngâm rau củ quả trái cây, loại bỏ toàn bộ độc tố thuốc trừ sâu chất bảo quản trên rau củ quả, mình ăn rất là an toàn đó. Sau trước khi mình ngâm, sau khi mình ngâm mình đã thử nước rồi, đầu tiên mình ngâm nước rất là tím tắt đẹp, ngâm 15 phút sau mình lấy cái nước của tím của mình thử, nước vàng ươm luôn cả nhà, chứng tỏ là cái nước kiềm của mình đó, nó sẽ trung hòa cái axit, nó đào thải cái độc ở trên rau quả cực kỳ tốt luôn
đó là đã sử dụng nước bi như vậy, cho nên là cái nước axit á, thì mỗi lần mà hôm bữa là cái bạn của mình nó bị đau mắt đỏ đi bôi kem, mình cho bạn đấy sử dụng cái mức nước axit trên serum thiên giã lọc nước toàn bộ, đứng đấy rửa vào mắt trực tiếp 2 ngày, mắt bạn đấy giảm luôn ngay lập tức luôn. Còn cái nước hoa hồng thì mình rửa mặt hàng ngày thường xuyên, nó không nhất định là bao nhiêu thời gian đấy, cứ rảnh lúc nào là rửa luôn, tại vì cái đó cấp ẩm cho da, làm đẹp da. Và cái mức nước ở dưới vòi tư cấp, sau khi vòi trên là lấy nước để sử dụng, nước ở dưới là vòi tư cấp, mình hướng lại mình mang lên, mình gội đầu, mình tắm rửa da của mình nó sạch, và mình rửa tráng chén tráng đĩa những cái lần cuối cùng nhất, úp lên không mùi tanh, mặc dù như mình sử dụng cái nước mà năng lượng mặt trời để rửa chén đó mọi người, rất là nóng luôn nhưng mà vẫn có mùi cá, mọi người cứ để ý đi, không bao giờ hết mùi cá, khi lên tôi tráng lại cái đấy sạch tinh luôn, thích lắm luôn. Cho nên là mình nói là cái này nó là giống như là một cái máy hạnh phúc chứ không phải là máy lọc nước thông thường nữa cả nhà, tại vì nó giải quyết tất cả những cái gì mình cần, mang lại cái giá trị tất cả những cái gì mình cái nhu cầu của mình đáp ứng hết. Cho nên Lê Thuyên đầu nói là đầu tư sức khỏe không có gì là lỗ. Bản thân Lê Thuyên nói là sao bây giờ nhà mình giàu quá, thứ nhất là mình rất là giàu sức khỏe, thứ hai là mình giàu nước tốt đó, cho nên á của cải thì mình không cần biết nhưng mình rất giàu sức khỏe và giàu nước tốt. Ai đến nhà Lê Thuyên cũng rất là tự hào, rất là tự hào mời mọi người uống nước mà mọi người ai cũng thích hết, ai cũng khen cái nước nhà nhà bạn sao nó ngon thế, cái máy lọc nước nhà bạn tại sao mình không thấy ai có, sao nhìn nó lạ thế, trời cái máy này công nghệ mới mà làm sao mọi người có được, thị trường nhà Lê Tư mới gắn từ tháng 11 đây, muốn gì mọi người có đấy, thế là ai cũng tò mò. Thì mình chia sẻ như vậy, lan tỏa như vậy, mọi người thấy sức khỏe của gia đình mình tốt, kể cả mẹ mình năm nay 95 tuổi nha, khi mà mọi người xem lên Facebook Lê Tư 95 tuổi, mẹ cực kỳ minh mẫn, cực kỳ tỉnh táo luôn, khỏe mặt, mặc dù mổ rất là nhiều lần, vừa mới mổ mẹ vừa mới mổ một lần cuối là gãy khớp háng, tay khớp háng, sau khi mổ phục hồi rất nhanh. Mà bây giờ ai vào nhà mẹ cũng nói là con gái tôi nó cho tôi uống cái nước tốt này cho nên tôi khỏe lắm. Mẹ mình là bị tiểu đường huyết áp 28 năm, bây giờ rất là nhiệt miệng, sau khi mình học mình mới biết mẹ cứ uống cho con, đừng có đun nấu, mẹ uống trực tiếp cho con, mẹ cũng rất là nghe lời uống như vậy á, rất là khen cực kỳ tốt. Mà bên đấy là công giáo, trên Bảo Lộc Lâm Đồng là công giáo á, thành ra người ta sẽ vào đọc kinh hàng ngày, lúc nào mẹ cũng khoe cũng chia sẻ hết á. Đấy cho nên cái cách mình lan tỏa, cái cách mình sử dụng bằng cái tấm đúng cái trái tim của mình, tất cả những cái gì là hoàn toàn sự thật mình sử dụng, chứ mình không, thế giới lọc nước cũng mình cũng đâu có biết, đầu tiên mình cũng không biết, đầu tiên mình chỉ tìm hiểu để uống để dùng thôi đấy, sau đó bây giờ mình yêu quá cho nên dung nào mình cũng vào hết á. Mẹ mình hôm nào mình sẽ lên Bảo Lộc mình sẽ cho mẹ vào dung lọc nước để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Bây giờ mẹ thực tế bây giờ mẹ vẫn gọi Messenger mà, 95 tuổi có ai vẫn gọi Messenger, có ai vẫn gọi Zalo để nhìn hình con gái không, gọi khóc luôn đó. Cho nên là mình thấy là cái giá trị mang lại cho nhà mình là một cái giá trị sức khỏe, và bây giờ thậm chí mọi người gặp Lê Tư ai cũng khen tại sao bây giờ bà càng ngày bà càng trẻ hơn ngày xưa. Thì mình nói không phải trẻ hơn ngày xưa mà là do bây giờ mình biết chăm sóc yêu bản thân mình hơn. Thì cái sức khỏe, cái vẻ đẹp bên ngoài nó bắt nguồn từ bên trong, khi bên trong mình khỏe toát ra cái thần thái, chứ không phải là bây giờ trẻ hơn làm sao trẻ hơn được, không bao giờ đảo ngược thời gian đấy. Đấy là cái cách mà mình trải nghiệm cái máy lọc bi của nhà mình là như vậy đó. Rồi xin cảm ơn Trần Hùng nha, rồi chào cả nhà. Vâng, cảm ơn chị Tư rất là nhiều phần chia Còn sẻ. nhiều lắm nhưng mà để hôm nào có thời gian tôi chia sẻ nữa. Anh chị ạ, đây là những cái thực tế chị Tư chia sẻ dưới góc độ là một người dùng, gọi một người dùng rất thực tế, và để À các anh Trần chị Hùng, cho tôi nói thêm một vấn đề này nữa nhỉ, nó thực tế lắm, tại vì không nói thì nó sẽ quên. À, Lê Tư vừa rồi cả tháng năm Lê Tư đi du lịch rất là nhiều nước, miền Bắc này, Campuchia, Thái Lan này, Malaysia này, Singapore, thì riêng Malaysia nó rất là bẩn, thì mình đến ăn uống nếu như những người nhạy cảm dị ứng ngay, nhưng mà bản thân Lê Tư đã uống nước bi rồi cho nên là Lê Tư không có vấn đề gì hết. Nhưng mà sau khi Lê Tư về thì về đến nhà, thực ra mọi người hôm bữa chị Hà có chia sẻ là đi nước ngoài chỉ nhớ về nhà mình, mong về nhà mình để có cái máy bi, thực sự đúng, ai nghe thì cũng nói là không không thực tế, nhưng mà thực ra Lê Tư trải nghiệm rồi, đi nước nào nước nó cũng chỉ là trung tính thôi mọi người, không có nước nào có nước bi hết trừ cái nước Nhật. Thì mình đi mình cũng mang đồ test của mình, đi đến đâu cũng test, ra sân bay cũng test nước của người ta, nhưng mà thực ra mình rất là mong về nhà để uống nước. Sau khi Lê Tư đi ăn rất nhiều thứ thực phẩm, thì nào là thịt bò, nào là lẩu các thứ, về đến nhà một cái uống mức nước 9.5 cả nhà nha, 9.5 nó đào thải một cách kinh khủng khiếp luôn á, nó ngứa toàn thân luôn, y như là bị em bé mà mình bị nổi ban sởi, nó nổi đỏ như vậy cả nhà, nổi khắp người luôn mà nó ngứa mà gãi được muốn 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 chảy luôn á.
Thì Lê Tư nói là quá trình đào thải cực kỳ hay luôn, hay là bản thân Lê Tư nó nhạy cảm thì không biết nữa, nó đào thải một cách kinh khủng luôn á. Nhưng mà đến ngày thứ ba giảm và ngày thứ tư hết, không có gì nữa đó, cực kỳ hiệu quả. Và Lê Tư đi ăn bún bò ở ngoài thì khi hai vợ chồng đều ăn hết, nhưng mà Lê Tư ăn vào một cái đại, lúc đầu là chồng Lê Tư là uống nước Gore-Tex chưa uống nước bi, và bản thân Lê Tư muốn trải nghiệm uống hoàn toàn nước bi để cảm nhận như nào. Thì uống được một tháng đem bún bò thì vừa ăn được một phần phần hai tô, đau bụng quằn quại y như người đau ruột thừa mọi người. Thế là Lê Tư biết ngay là rồi, rau có vấn đề rồi, dừng lại ngay, thì chứng tỏ cơ thể mình đã thật rồi. Thì khi mà cái rau nó có cái thuốc sâu vào thì nó phản ứng ngay, cơ thể mình nó phản ứng ngay để cho mình dừng lại, mình không tiếp tục nạp vào nữa. Đó là một cách cực kỳ hiệu quả đó, đó là cách của Lê Tư đó, chính bản thân mình. Thế là Lê Tư dừng lại, không có vấn đề thì cả uống xã về nhà thì nó bụng tiêu chảy và đi cầu 3 lần đó. Đó là Lê Tư không có sao hết, thì mình dừng lại ngay từ lúc đấy rồi, là mình về mình uống ngay một ly nước bi này đầy luôn và đưa trong xã, là mình thải độc luôn, mà mình cũng không có cho nó thấm vào cái ruột non, nó không thấm vào máu cả nhà. Ok, không mất thời gian cả nhà nữa, hôm nào Dung nữa thì Lê Tư sẽ chia sẻ nhiều trải nghiệm. À, đi đâu cũng có cái bình nước bi cả nhà.